Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mê con các bạn. Mẹ khú nè, vẫn được ba bê đó. Và một con cái kem đẹp. Đây là mẹ khú vẫn được ba bê nè các bạn. Mẹ nè, cực kỳ to con luôn. Cao 1m29 bò. Vẫn được ba bê là lứa nhì nha các bạn. Vẫn được ba bê lứa nhì nha. Được ba bê được 10 ngày các bạn. Được ba bê được 10 ngày. Rúng bốn vú đều, yếm nghiêm chỉnh, đòn dài, chân móng đều hoàn thiện. Sẽ mặt, sẽ lưng đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này thì chủ báo giá là 29 triệu các bạn. 29 triệu bộ mẹ con này các bạn. Bò mẹ cao 1m29 bò. Cực kỳ to con luôn. Vẫn được ba bê này các bạn. Được ba bê được 10 ngày các bạn. Được ba bê được 10 ngày. Mẹ vẫn được ba bê lứa nhì. Mẹ vẫn được ba bê lứa nhì nha các bạn. Mẹ bốn vú đều nè, rúng đồ nghiêm chỉnh. Sái tích bò mẹ đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Lông đuôi một chùm, đòn dài. Mẹ sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Bò mẹ cao 1m29 bò. Bò mẹ cao 1m29 bò, vẫn được ba bê là lứa nhì nha các bạn. Mẹ cao 1m29 bò, vẫn được ba bê lứa nhì. Được ba bê được 10 ngày tuổi các bạn. Được ba bê được 10 ngày tuổi. Mẹ khú nè các bạn. Tướng cực kỳ lực. Chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 29 triệu. Mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh. Dẫn được ba bê 10 ngày tuổi. Bộ mẹ này là bao lòi luôn nha. Anh em cứ yên tâm nha. Bao lòi. Giá 29 triệu các bạn. Giá 29 triệu. Đó, mẹ chân móng sò nè các bạn thấy không? Sải tích nghiêm chỉnh, chân móng sò được ba bê nè, 10 ngày tuổi nè các bạn. Mẹ to con cực kỳ luôn các bạn. Mẹ vẫn được ba bê lứa nhì nha. Giá 29 triệu. Giá 29 triệu bộ mẹ con nè các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Còn đây là con cái kem. Còn đây là con cái kem các bạn. Cái kem Pháp. Rúng đồ nghiêm chỉnh, sái tích cũng nghiêm chỉnh luôn các bạn. Cái kem này cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Cái kem này cao 1m17 bò. Rúng đồ nghiêm chỉnh, tướng cực kỳ lực nha các bạn. Con này sau này nó to con dữ lắm các bạn. Quá lớn nè. Lưng thẳng băng nè. Sái tích thì nghiêm chỉnh luôn các bạn. Sái tích thì nghiêm chỉnh luôn. Cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Giá là 19 triệu. Giá là 19 triệu nha các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cái kem cao 1m17 bò. Chân móng sò hẳn băng hết các bạn. Sái tích đồ thì nghiêm chỉnh hết. Cao 1m17 bò, giá là 19 triệu các bạn. 19 triệu. Đó các bạn thấy không? Tướng cực kỳ lực nè. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Xương cối các bạn. Cái kem này là xương cối nha. Cái đầu chà bá luôn. Lưng thẳng băng. Lưng đôi lưng thẳng băng. Giá 19 triệu. Cái kem cao 1m17 bò các bạn. Cái kem cao 1m17 bò. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái kem. Chủ báo giá là 19 triệu, cao 1m17 bò. Sải tích rúng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, lưng đôi lưng một lưng. Còn bộ mẹ con đực ba bê thì chủ báo giá là 29 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.